Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video của Dược sĩ Đinh Hương. Khi bạn đang cố gắng giảm cân, ăn những thực phẩm lành mạnh và tập thể dục thường xuyên là những điều quan trọng cần làm. Nhưng có một số thay đổi nhỏ bạn có thể thử vào ban đêm để giúp bạn thon gọn hơn. Sau đây là một số những điều bạn cần làm vào buổi tối để giúp bạn giảm cân hiệu quả hơn. Thứ nhất, tạo ra nhiều hoạt động vào buổi tối. Đôi khi mọi người ăn quá nhiều vào ban đêm vì họ cảm thấy buồn chán. Nếu đó là bạn, hãy cố gắng tham gia một số hoạt động trước khi đi ngủ, chẳng hạn như đi bộ, viết nhật ký, trò chuyện với bạn bè hoặc đọc sách có thể giúp bạn phân tâm khỏi việc ăn uống vô độ. Chọn một sở thích mới như vẽ tranh, chơi nhạc hoặc đan lát là một cách tuyệt vời để đánh lạc hướng bản thân khỏi việc phải ăn uống khi cảm thấy buồn chán. Thứ hai, ngủ ngon. Ngủ ngon giấc có thể giúp ích cho bạn trong khi bạn đang cố gắng giảm cân. Có một lịch trình và bạn tuân thủ, có thời gian ngủ phù hợp để hữu ích trong quá trình giảm cân. Thứ ba, hoạt động thể chất nhưng không quá mạnh. Hoạt động thể chất vào đầu buổi tối có thể hữu ích cho bạn khi giảm cân. Cần đảm bảo rằng nó không quá mạnh. Tập thể dục cường độ cao như tập ngắt quãng có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của bạn. Nó cũng có thể khiến bạn khó ngủ hơn trước khi đi ngủ. Đừng tập thể dục quá muộn, dừng lại muộn nhất 1 giờ trước khi bạn đi ngủ. Thứ tư, không ăn trước khi đi ngủ. Nếu bạn ăn tối hoặc ăn nhẹ quá gần giờ đi ngủ có thể cản trở quá trình giảm cân của bạn. Mặc dù thời gian thực tế không thực sự quan trọng, nhưng nhiều người ăn khuya thường lựa chọn những thực phẩm có hàm lượng calo cao dẫn đến tăng cân. Các bữa ăn muộn và đồ ăn nhẹ cũng có thể khiến bạn khó đi vào giấc ngủ hơn. Cố gắng không vào bếp trước giờ đi ngủ cho đến khi bạn thức dậy vào sáng hôm sau. Thứ năm, chuẩn bị bữa ăn cho ngày hôm sau. Bạn hãy chuẩn bị bữa ăn sáng và trưa cho ngày hôm sau vào buổi tối hôm trước. Ăn ngoài thường có nghĩa là bạn sẽ ăn nhiều chất béo và nhiều muối hơn. Nhưng khi bạn tự chuẩn bị thức ăn, bạn sẽ có những lựa chọn lành mạnh hơn. Hãy ăn các loại protein lành mạnh như hạnh nhân, trứng, ngũ cốc nguyên hạt, sữa ít béo và nhiều trái cây, rau quả. Thứ 6, bám sát lịch trình giảm cân. Nếu bạn nhận thấy mình ăn quá nhiều vào ban đêm, có thể là do bạn chưa ăn đủ vào ban ngày. Cách tốt nhất để chống lại điều đó là đảm bảo rằng bạn đã ăn đủ các bữa ăn của mình thường xuyên. Bằng cách đó, cơ thể bạn sẽ biết khi nào cần ăn. Ăn một bữa ăn nhẹ giữa trưa và tối cũng hoàn toàn tốt, nhưng đừng cố gắng lạm dụng nó. Thứ 7, tắt TV và điện thoại khi ăn tối. Mặc dù bạn có thể thích xem TV hoặc điện thoại trong bữa ăn tối, nhưng thời gian bạn sử dụng thiết bị điện tử trong khi ăn có thể khiến bạn vô tình sử dụng quá mức lượng thực phẩm. Nó có thể làm bạn phân tâm khỏi việc bạn đang ăn bao nhiêu và ăn những gì. Thứ 8, giảm căng thẳng. Căng thẳng có thể dẫn đến tăng cân. Cố gắng dành thời gian để thư giãn vào ban đêm. Kỹ thuật hít thở sâu và thiền chánh niệm là những cách tuyệt vời để thư giãn. Giảm mức độ căng thẳng của bạn cũng có thể làm nên điều kỳ diệu đối với chất lượng và số lượng giấc ngủ mà bạn có được. Thứ 9, đánh răng và dùng chỉ nha khoa ngay sau khi ăn tối. Để khuyến khích bản thân tránh ăn đêm, hãy tạo thói quen đánh răng và dùng chỉ nha khoa sau bữa tối. Nếu răng của bạn đã sạch, có thể bạn sẽ suy nghĩ kỹ trước khi ăn nhẹ, trước khi đi ngủ. Thứ 10, tắt đèn. Ngủ trong phòng tối là một thói quen khác cần được bạn lưu ý. Nó giúp bạn có giấc ngủ ngon hơn. Nếu bạn đang cố gắng giảm cân và để có được giấc ngủ tốt, hãy che cửa sổ để cản bớt ánh sáng. Hãy tắt điện thoại và máy tính của bạn ít nhất 30 phút trước khi đi ngủ. Các bạn có thắc mắc hay câu hỏi gì thì các bạn hãy để lại bình luận phía dưới, hoặc các bạn có thể nhắn tin qua page Facebook Dược sĩ Đinh Hương với username A còng dinh dưỡng cá thể, hoặc các bạn có thể nhắn tin qua Gmail dinh dưỡng cá thể a@gmail.com. Các bạn đừng quên like và chia sẻ video để nhiều người biết được thông tin này. Các bạn hãy đăng ký kênh để nhận thêm nhiều giá trị mới. Cảm ơn các bạn thật nhiều.